Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Vinh Báo của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người dòng máy bào bản nâng cấp của con 1902. Thì đây là bản 1901B của thương hiệu Makita. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì mọi người hãy đi qua cùng các phụ kiện này. Như đây là cữ này, bộ dụng cụ tháo lắp lưỡi này. Và đây là bộ để mài lưỡi này. Mọi người lắp lưỡi vào đây để mài nhé. Và cũng có sách hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành chính hãng của công ty. Đây, thẻ bảo hành 6 tháng và đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng này. Thì tại sao thì Vinh Báo thì gọi là bản nâng cấp? Thì đầu tiên nữa, thì đầu tiên cái độ nông sâu của lưỡi bào thì nó sẽ điều chỉnh từ 1 thành 2 nhé. Độ nông sâu của con này là 2 mm này. Thứ hai nữa thì trên tay cầm chính của nó sẽ có bằng cao su. Đấy. Lúc mọi người làm việc thì cầm nắm nó cảm giác nó thoải mái hơn, nó không bị trơn trượt. Thứ ba nữa là cái khóa an toàn như thế này. Cái lấy an toàn này để làm cái gì? Có nghĩa là khi mọi người làm việc xong, mọi người sẽ để xuống như thế này. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến lưỡi bào nhé. Kể cả là máy vẫn đang hoạt động, vẫn đang quay. Còn những cái dòng mà không có cái này thì là mọi người muốn máy dừng lại thì mọi người phải đợi. Một là để ngửa như thế này. Hai là mọi người phải đợi máy nó hoạt động xong thì mọi người mới để được thẳng như thế này nhé. Giá bán của con này thì cũng hơi chát. Chát hơn với so với con 1902 rất nhiều. Con này là 1.785.000 ngày miễn phí vận chuyển, độ sâu của nó là 2 mm, công suất thì vẫn như thế thôi, cũng là lưỡi bào 82 và công suất là 580W. Mọi người cùng nghe tiếng máy cùng với Minh Báo à. Núm điều chỉnh nông sâu thì nó cũng giống như con 1902 nhưng mà độ sâu của nó sẽ là 2, còn con 1901 này thì con 1902 độ nông sâu của nó sẽ là 1. Còn con 1901 này thì nó là độ nông sâu của nó là 2. Đó. Thì những dòng máy của Makita này, mọi người yên tâm về chất lượng và độ bền rồi. Mỗi tội là giá cả này nó sẽ hơi đắt đỏ so với những dòng khác ở trên thị trường. Đấy. Hôm nay Vinh Báo đã review cho mọi người và nêu ra được mấy cái điểm khác của cái dòng máy bào gỗ Makita M1901 này. Nó sẽ khác gì so với con Makita M1902 nhé. Mọi người đừng quên hãy bật đăng ký kênh và thông báo để nhận thêm được nhiều các video review các sản phẩm chính hãng của Makita nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.